xin kính chào quý vị đã quay lại trở lại chương trình uh, chuyện trò hiển nhiên trong tuần này thì lúc nãy giờ anh anh, anh chúng tôi đã thảo luận rất là uh, vui về vấn đề không phải vui mà tức là hứng hứng về vấn đề mà thảo luận về các loại vũ khí thì phần tới đây là nói chuyện về cái hệ thống là gọi là Neptune tức là là cái gì Hải uh, Neptune à, là, là hải, tức là hải, hải thần chúa của thần, thần biển ha, biển, biển đó. Thì uh, cái này nó nổi tiếng sao là cái ngay lúc mà trước khi mà lúc mà chiến tranh mới bắt đầu khoảng chừng tháng hả hay vài tuần yeah. là, là cái tàu chiến uh, uh, tàu uh, duy hành uh, tên là Moskva, uh, Moskva của Nga bị uh, uh, bị bắn. À yeah. uh, 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 Moskva là tàu uh, gọi là xoáy hạn, coi như là hạ. Hạ cái tàu đứng đầu của nguyên một cái đoàn tàu này oh. thì là, là là cái cái tàu lớn nhất và cái ông ông tướng cao nhất ông ngồi trên cái tàu đó vân vân uh, lang thang vô trong biển đen sao ấy xong bị uh, Ukraine dùng Neptune bắn bắn uh, chìm. Yeah. Thì nói chuyện hải quân thì mới là rất là thú tại vì uh, tôi cũng là theo hải quân um, thì là thường thường nói để giải thích cho quý vị biết rằng là tàu khi mà tàu sói uh, hạm hay là tàu uh, hàng uh, mấy những cái tàu này nó có những cái hệ thống uh, phòng không và và là chống lại những cái mục chống lại những bị bị bắn từ từ xa từ xa tức là họ có hệ thống radar radar hay là sonar hay là ngay cả người thủy quân hải quân cũng đứng cầm ấm nhòm nhìn đó là có những nó gọi là multi layered defense tức là từ khoảng cách mấy trăm dặm đi chăng nữa là cũng đã đoán biết rồi à. xem những cái nào nó gọi là cái thằng mà uh, 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 từ trên uh, trên uh, đất liền nó nhắm tới là những cái loại tàu mà mà hiện đại á là phải phòng không kiểu đó phải biết trước ok tức Để là mà nói chung là xoáy hạm là bằng mọi giá là phải bảo vệ phải cho nó bảo vệ nó à, tại vì có ông tướng trên là... đó ông đúng không rồi có, có, đó. có, có, yeah. có ông, ông xếp xếp lớn yeah. đúng không? có xếp lớn là phải giữ cho làm sao xếp lớn đừng chết ừ. tức là phải phòng hờ từ bắn từ trong bất đất biển bắn ra bắn từ các tàu khác bắn từ tàu Được. ngầm tức là nhiều đúng rồi thì cái mỗi lần mà đi như vậy á theo là đúng như là cái um, cái kiểu mà mình về chiến tranh hay là mình bảo vệ cho các uh, các tàu chiến là bao giờ cũng là rất là quý phải không? Tại nhất là xoáy hạm hay là những cái uh, tàu à, chiến hạm lớn có rất là mắc tiền, nhiều vũ khí mà lại là, rồi. là uh, hải quân quân đội trên đó nữa thành ra bảo vệ nó. Thì khi mà đi như vậy thường thường là có những cái uh, đàn em nó hỗ trợ thì nó nó bảo vệ hết nó nó, nó tính nó nhìn thấy trước đất liền hay trên hàng không hay trên uh, dưới biển à. uh, để xem hết nhưng mà cái cái này á là cái loại mà Neptune System á là bánh có thể là di động cái anh chàng này là di động từ trên bờ hoặc là ngoài biển cũng được thì nhưng mà mình thì mình không biết được cái tin tình báo như thế nào nhưng mà cái này có thể là bánh từ trên bờ chẳng hạn nếu mình biết là bánh trên bờ thường, thường là cái loại Neptune nó Neptune nó là nó là của người Ukraine làm đặc biệt cho yeah. đó khi đã, tìm hiểu cái cái cái, cái, cái tin tức mà biết được rằng là họ cũng rất là hay họ là sử dụng cái hệ thống à, nó gọi là MK KH um, à, 35 à, tức là K, KH 30, 35 cái họa tiết 35 KH 35 của Mỹ, của liên xô rồi ảnh mới ảnh chế lại ảnh chế lại thành ra cái 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 có những cái kỹ thuật mới rồi ảnh có thể để lên à, trên đất liền hoặc là trên xe à, xe tải à, cứ chạy đi chạy đi chạy đi thì mỗi lần làm như vậy á khi mà vậy thì rất là cái 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 chiếc tàu mà lúc đi hàng điều hành á rất là khó kiểm soát, tại vì không có biết được khi nào nó bắn, chỉ khi nào mà nó lúc mà bắn cái hỏa tiễn lên á, thì cái radar mới, mới, mới biết được à. là đã, đã, đang có một cái uh, đạn hoặc là trái bom nó dạ, bay dạ, lên, hỏa tiễn dạ. nó bay tới, thì lúc đó là sử dụng những cái uh, hệ thống phòng thủ để chống lại, thì lúc đó giống như, như là stinger hay là à, à. hay là dùng cái những loại hỏa tiễn trên tàu để bắn chống nó Nhưng mà cái này á, thì lại là không lúc mà bắn cái tàu Moskva là tức là chứng tỏ là anh chàng này không biết gì hết. Đó, yeah. thì cái này là không chỉ những cái hệ thống nó mạnh như thế nhưng mà cũng phải có cái tin tình báo là biết được rằng đến lúc đúng đúng lúc đó cái tàu đến chỗ nào cái địa điểm nào thành ra là đem cái uh, họa hỏa tiễn ngắm tới đó ngắm xong rồi chỉnh lúc đó mà bánh. chỉnh. Yeah. thì cái hỏa tiễn này đi được tới đâu khoảng 200 dặm tức là 300 gần 310 320 cây số là xa lắm. Uh, thành ra là khó mà có thể biết được nếu mà ngay cả biết được rằng nó phát bánh đi nữa cũng chưa, chưa chắc, chắc đã đỡ kịp chưa đã đỡ kịp à, mình nói là Ukraine sử dụng một kỹ thuật Liên Xô nhưng mà để mà công bằng thì phải nói là Liên Xô không phải chỉ là nước Nga ừ. mình hay nói là Liên Xô là Nga chứ thực ra là Liên Xô là trong đó có cả Ukraine trong đó thành ra nói là Ukraine sử dụng kỹ thuật của Liên Xô thì chưa chắc là người ta lấy của người khác cái đó cũng là một phần chí tuệ của người ta vậy. Đúng rồi. À, cái thời Liên Xô ấy, à, bây giờ mình tính lại cái thời mà chiến tranh Việt Nam chẳng hạn là tổng bí thư của Liên Xô là Brezhnev, Leonid Brezhnev và trước Brezhnev là Khrushchev, Nikita Khrushchev, cả hai người đó đều là người Ukraine chứ không phải là người Nga. Mình à, hay là thí dụ, trước đó nữa chẳng hạn Stalin, Stalin là người Georgia chứ cũng không phải, không phải là người Nga cho nên nhiều khi mình nói Liên Xô mình phải hiểu là nó là một khối của nhiều nước cộng hòa liên bang nó là một cái liên bang cho Đúng nên um, cái um, nói là ukraine sử dụng kỹ thuật liên xô thì cũng có công sức của ukraine trong đó chứ cũng không phải là, là tự nhiên rước ở đâu đó về xong rồi chế ra một cái neptune và cái đó dễ hiểu là nếu mình đã bây giờ giả sử mình là một người ukraine đi hay là mình là nước ukraine hay là mình là nền kỹ nghệ um, vũ khí của ukraine mình đã từng đóng góp vô cái chuyện mà làm nên cái um, hòa tiễn như thế như thế Thành ra đến lúc bây giờ Liên Xô tan rã rồi mình thành cái nền kỹ trị của nghiêng riêng mình. Mình lấy cái đó mình đem về mình làm cho nó tốt hơn, mình hiện đại hóa Đúng. nó vân vân dễ hơn là mình rước một cái đồ trên trời rơi xuống rồi mình phải làm lại từ đầu. Đúng à... rồi. Tại vì Liên bang Liên Xô tức là sao là Liên bang Xô dạ viết. Vâng. Những cái tiểu những cái nước mà bây giờ độc lập như là như là Ukraine chẳng hạn hồi trước là một tiểu bang của Liên Xô thành ra là cũng có như anh hào Nhiên nói là có cái các cái giáo sư hoặc là các cái Uh, nhà khoa học viên uh, you know, sáng tác viên này kia họ làm cho cái, cái nhà nước liên bang thành ra bây giờ là họ về họ chỉ uh, cũng cố họ rành những cái kỹ thuật đó rồi họ chỉ làm cho những kỹ thuật đó mạnh hơn lên thêm và theo đúng như cái nhu cầu của họ đó thì nói chuyện đó mới lúc mà anh hạng anh nhiên có đưa cái, cái bài viết về về cái máy bay mig 29 á, mig hai mươi của uh, của ukraine á, mà chiếc máy bay này đọc thì cũng hay lắm là là nó có thể nó Uh, kết cánh hay là hạ cánh xuống ở những cái vùng mà không có cần uh, không có cần sạch sẽ lắm. Khi nào nói sạch sẽ là là khi nào mà cái 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 việc hiểu là khi mà máy bay á là máy bay uh, hàng không á là jet jet plane á thường thường là nó có hai cái động cơ yeah. mà hai cái động cơ này là mỗi lúc mà mở lên á là nó hút nó hút không khí nó hút không khí nhiều lắm. Tại vì không khí phải hút nhiều thì nó mới cháy. Đúng, nó mới đúng, cháy đúng, cái đúng. năng lượng à, cái 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 xăng thì nó tạo ra cái năng lượng nó càng cháy nhiều thì cái năng lượng nó càng mạnh thì nó mới đẩy được cái cái máy bay nó phóng lên cao đúng yeah, không tức là... là cái 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 động cơ nó phải hút không khí vào để mới đốt cái xăng đốt cái xăng thì nó mới tạo nên cái sức nổ bên trong thì chúng ta gọi nó là internal combustion That's yeah. right. là nó tạo nên cái sức nổ bên yeah. trong cái sức nổ yeah. đó làm cho cái máy nó chạy, bay nó chạy thế thì bây giờ bây giờ mình so sánh với máy bay của mỹ chẳng hạn Bây giờ thí dụ như là một cái máy bay chiến đấu cơ của Mỹ mà cất cánh từ trong một cái hàng không mẫu hạm thì họ phải make sure họ làm cách nào để make sure là cái hàng không mẫu hạm không có có đất cát gì đồ trong đó để mà làm hư mất cái máy bay của anh ta. Thì khi mà lúc mà đi hành quân trên hàng không mẫu hạm á, là quý vị coi hình ảnh của các cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ bao giờ lâu lâu cũng thấy cái hình nó gọi là Fort Walk là Fort là F O D uh, Walk là đi đi bộ tức là foreign object debris uh, tức là mình đi mình lượng rác đại khái là vậy oh. thì đi mỗi sáng một, một ngày đi vậy ba bốn lần sau khi mà khi, các cái hải uh, nhân viên hải quân tức là lính hải quân là khi mà sửa máy bay hay làm máy bay hay là chuẩn bị cho máy bay cất cánh là bao giờ họ cũng phải cất đồ nghề đi hết nhưng mà thường thường lúc mà có nhiều khi là uh, chim chế xuống hay chất xác hay là có những cái mảng, mảng um, sách nhỏ hay là những cái cục đá nhỏ nó nằm trên đó thì rất nguy hiểm phải không thì như anh hẳn à, nói khi mà máy bay mở máy bay lên đó, là cái 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 máy nó, nó hút không khí và nó hút hết cả những cái rác oh, tức là mà nếu mà có một hòn đá gì đó nó là, hút là vô chết, là coi như là chết là mất à. là mất cái hư cái máy bay là cái đó là rất là tốn tiền thành ra khi mà làm như vậy Fort walk là mỗi một sáng hay một chiều là đi cả nguyên mà à, nguyên một đoàn người xếp ngữ, hàng, ngang hàng ngang vậy đó đi từng bước từng bước để từng để tự rác tức là sau khi họ đã quét rồi nhưng mà còn họ phải lụm từng nhóm, vậy nhất là quan trọng là đề là nhưng mà nằm giữa biển vậy đâu có đất cát đâu ra anh? ô nhiều khi mà chim trời hồi trước đi đi qua bên đi trên chiến hạ mà Eisenhower là đi nhiều khi thấy có xác một con chim ở giữa đó hoặc là nhiều khi rồi cái 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 đất cái không phải là cái mặt đất mà cái 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 surface cái cái À, dạ, cái bề mặt, cái mặt của cái phi đạo của cái phi đạo á, nó nó bị uh, uh, lỗ lỡ, này kia những oh, cái miếng nó nhỏ chóc ra tẹp miếng... cái đó oh. là sơn cái đó là loại sơn với lại giống như mình chạy đường vậy đó yeah. thì sau khi mà lâu quá mấy đập lên đập xuống cả oh, mấy okay. ngàn lần nó bị hư nó bị ấy thành ra là là phải đi lụm những cái đó thành ra khi nào mà bây giờ để mình nói tiếp ha sau khi là uh, chương trình thương mại của đài chúng tôi sẽ quay lại nói tiếp về cái máy bay MiG-29 này